Kính thưa quý vị, sau đây là IV News do Minh Thúy thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Tình trạng thiếu nước sạch là một vấn đề nghiêm trọng xảy ra nhiều năm tại Ấn Độ. Có khoảng 150 triệu người dân không thể tiếp cận với nước sạch vì không có đường ống dẫn nước đặt tại khu vực dân cư. Vì vậy, xe tải chở nước là nguồn nước duy nhất của người dân. Theo nguồn tin từ CNN, để tìm phương pháp giải quyết cuộc khủng hoảng nước sạch lâu dài, phải tốn rất nhiều thời gian. Vì thế, chính phủ mới được bầu Delhi vừa hoàn thành kế hoạch thiết lập 500 máy ATM nước trên khắp thành phố. Được khởi xướng bởi một doanh nghiệp Ấn Độ, Savayal, với ý nghĩ là đem nước cho mọi người. Kể từ khi dự án thí nghiệm được đưa ra vào cuối năm 2013, Savayal đã lắp đặt 15 máy nước ATM trong thuộc địa tái định cư New Delhi được gọi là Savagara. Các máy lọc nước ATM này dùng thẻ trả tiền một xu cho 4 lít nước, giá rất rẻ so với tiêu chuẩn của chính phủ Ấn Độ và có thể dùng 24 trên 24, 7 ngày một tuần lễ. Tuy kế hoạch thiết lập các nhà máy nước ATM tiến hành chậm, nhưng có thể là giải pháp tốt trong một đất nước khan hiếm nước sạch đã tạo nên sự khác biệt đáng kể cho cuộc sống của người dân nơi đây.